Chùa Tiên Phước Sydney. Thượng tọa Thích Quảng Nhẫn chủ trì chùa Kim Quy Việt Nam. Đại đức Thích Từ Linh trụ xứ chùa Niết Bàn Việt Nam. Đại đức Thích Trung Hòa trụ xứ chùa Tiên Phước Sydney. Đại đức Thích Tâm Thành trụ xứ chùa Tiên Phước Sydney. Đại đức Thích Phước Nghĩa chủ trì tỉnh Tất Phương Quang, Yarraville. Đại đức Thích Quần Viên chủ xứ chùa Quang Minh, Raibuk. Ni sư Thích Nữ Nhật Liên chủ trì chùa Bồ Đề, Tân Bình. Ni sư Thích Nữ Huệ Nghiêm chủ trì chùa Từ Nghiêm, Nọc Sen San. Ni sư Thích Nữ Hiền Nghiêm trụ xứ chùa Từ Nghiêm, Ngọc Sen Sai. Ni sư Thích Nữ Từ Ngọc trụ xứ chùa Bồ Đề, Tân Nga Bình. Ni sư Thích Nữ Phước Trơn trụ xứ chùa Quang Minh. Sa Di Ni Liên Nghiêm chủ xứ chùa Quang Minh, Tây Bắc. Đại đức Thích Phước Thể chủ trì chùa Liêm Trì, Tây Bắc. Xin toàn thể quý thiện nam và quý thiện nữ có mặt ngày hôm nay cho một tràng vỗ tay thật lớn. Chánh đạo khổ không hề có giới hạn. Đó là một sự kiện rất tự nhiên và cũng rất chánh đáng. Sự hiện hữu của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn trên quả đất này cách đây hơn 26 thế kỷ quả thật cũng không ngoài mục đích đó của vạn loài chúng sanh. Qua tổ ta và a cầu
Thank you.